Bạn gọi đi, xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách? Cuối cùng em cũng được gặp mặt chị rồi. Chào Quỳnh Trân, 18 tuổi. Trời ơi, chị biết tên em luôn. Em có điền trong form đăng ký mà. Em đợi cả tháng rồi đó. Trời ơi, người có tiền có tiếng chờ 3-6 tháng chưa thấy Văn Hậu. Thiệt mà. Ủa, vậy sao em? Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi học còn bị bạn bè ăn hiếp. Như đó, đủ để chị phải ưu tiên hỗ trợ cho em rồi. Nhưng mà, chị ơi, em không có nhiều tiền. Trời ơi, đã nói là chị hỗ trợ mà. Bị sao kể chị nghe. Em bị Quỳnh Khuê đánh. Nó đánh em trước camera trường luôn. Mà nhà nó giàu lắm chị. Bà mẹ nó chi tiền, xóa hết clip rồi. Sao bạn lại làm vậy với em? Không có riêng gì em đâu. Ai mà chơi với em nó cũng vậy hết á. Nó mới chuyển về trường, cho nên muốn làm trùm trường á chị. Chị giúp em nha. Ê khoan. Ủa sao bận gì kì á? Học sinh cấp 3. Này là bé gái mầm non luôn rồi. Ok chưa? Ok, này là giống phụ huynh đi họp cho con rồi đó. Ok chưa? Tất cả nữ sinh đều xác nhận có việc Quỳnh Khuê từng đánh rất nhiều bạn. Các bạn cũng xác nhận chuyện Quỳnh Trân bị đánh trước Cam. Mà thiệt cái Cam bị xóa mất. Giờ sao sếp? Ăn cái. Không, ý em hỏi là sao ăn á. Hai Khuê. Hai Khuê. Hai Khuê. Gì đây? Mình mới chuyển tới trường. Rồi mình... sao? À, mình muốn làm quen với Khuê á. Không rảnh. Ê chà, Khuê bị chặn đường đánh trả thù rồi kìa sếp. Từ từ. Hấp ta hấp tấp làm sao ta? Ủa, hay cái đám này là... Đàn em. Hổ báo quá, mới ba lớn mà cầm đầu. Hèn chi một mình nó chấp nguyên trường. Chắc vậy nên mới bị trường cũ đuổi. Ê chết, bị phát hiện kìa sếp, giờ sao? Còn hỏi nữa, khoái động thủ lắm mà. Vậy với chị luôn hả? Trời, không phải mình chị thôi đâu em. Con nhỏ nó có võ. Hai người không làm lại nó đâu. Sao em biết Khuê có võ hay vậy? Thì nó cũng đánh em mà. Còn nó ác thì. Một mình nó đánh em với bốn đứa bạn em luôn hả? Dạ, một mình nó chấp năm luôn. Một mình nó chấp năm đứa một lúc. Mà tụi em có làm gì nó đâu. Tự nhiên tới kiếm chuyện tụi em vậy đó. Trận nó lớn nha. Sao nắm đi không kêu cứu? Nó khóa cửa, nhốt tụi em trong toilet á. Tụi em lao quá trời luôn mà không có ai cứu. Mà cho chị hỏi một cái nha. Sao mà một đứa học võ để phòng thân, tự nhiên lý do gì nó phải nhốt mình chung một cái phòng, xử cùng lúc năm đứa chi ta? Mới chuyển trường mà thấy hơi láo rồi đó. Láo gì? Vậy là láo nè.
Chào ai chưa? Sao phải chào? Ba mẹ cho tới trường học là để khôn lên, chứ không phải là kiếm chuyện đánh nhau. Lũ vô dụng. Trân, sao Trân? Là Khuê kiếm chuyện đánh em hay tụi em kiếm chuyện đánh Khuê trước? Mà xui quá bị Khuê đánh lại. Tụi nó biết là không ăn hiếp được em, còn bị em phản đam nên là tức lắm. Sau đó tụi nó còn lên kế hoạch gài em trước camera, coi như là em ra tay trước á. Trời ơi, biết võ có khác ha. Không có nắm tóc ngắt nhéo gì hết. Lựa chỗ hiểm chấn vô không, cú nào chất lượng cú đó luôn. Thôi đãi đầu. Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nền tảng cho con gậy giờ. Nói câu gì nghe giáo dục đạo đức hơn đi. Ủa em nói thiệt bộ. Khoe à, tự vệ là tốt, nhưng mà em đừng dùng bạo lực để đối phó bạo lực. Không có tốt đâu em. Nếu chị là một người biết võ mà chị bị hội đồng thì chị sẽ làm gì? Thì... cười gì? Em chỉ muốn yên ổn học ở trường này thôi. Em không đụng đến ai thì đừng có ai đụng đến em hết á. Vậy nếu em không sai thì sao ba em phải chi tiền xóa clip? Ba em là dân làm ăn, không có muốn ồn ào. Em giỏi võ như vậy rồi em thuê mấy anh này nữa làm chi? Anh đó là giang hồ. Sau cái vụ camera xong á, Trân nó gọi anh nó lên thăm em. Nhưng mà nói chung á là ba em ổng cũng không có muốn em dính dáng vào nhiều chuyện quá. Không chấp nhận thua cuộc, em đã liên hệ tụi chị để tìm lại đoạn video bị xóa. Vì em biết đó là bằng chứng duy nhất mẹ có thể thắng được Khuê, đúng không? Chị nói gì vậy? Em không biết gì hết. Em còn kỹ tới mức dặn bốn đứa bạn của em đóng vai bị hại để hôm tụi chị tới trường, đứa nào cũng nói là từng bị Khuê đánh. Chị đừng có bịa chuyện vu khống em. Chị vu khống em hay em đang cố tìm cách vu khống cho Khuê? Những đứa này em từng kêu là từng chứng kiến Khuê đánh em, thực chất đều là người trong nhóm của em, hoặc mấy đứa ganh ăn tức ở với Khuê. Chị nói như vậy đúng không Trân? Thời điểm gặp Khuê trong xe, chị vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Khuê đâu. Nhưng chính thái độ của em lúc này làm cho lời Khuê nói hoàn toàn là sự thật. Chị thao túng tâm lý em. No, em đang thao túng chị á. Em còn đang muốn lấy được đoạn băng để thao túng công chúng, khiến mọi người hiểu sai sự thật mà. Sự thật là em đang múc chị đó. À, biệt đội ít y làm nghề theo tôn chỉ tìm ra sự thật. Nhưng đôi khi tiếc là sự thật không phải là điều khách hàng muốn. Nhưng em bị đánh thật. Em có biết sao mấy người như Khuê có gặp chuyện gì cũng không sao, còn mấy người như em gặp gì nó cũng tại quầy. Chị đang phân biệt giàu nghèo hả? Đâu, chị đang dạy em á. Người như em lúc nào cũng nghĩ tới chuyện làm màu. Chị đại chỗ này chỗ kia, hở ra là dùng bạo lực. Thực ra em chỉ đang muốn khỏa lấp đi sự yếu đuối và thiếu thốn bên trong mình thôi. Em muốn vươn lên, muốn đổi đời, muốn thoát cảnh thua thiệt. Chỉ có một cách thôi. Ráng học cho giỏi và sống tử tế. Chị mừng là em chưa kêu thằng anh giang hồ của em đụng vô ông Khuê á. Chị khỏi kích, sắp rồi đó. Anh tôi sẽ tới dỡ cái văn phòng này của mấy người lên. Còn con Khuê á, ngày mai tôi cho nó khỏi đi học luôn. Thiệt á hả? Làm liền đi cưng ơi. Mà nhớ nè, thời buổi bây giờ ăn cơm tù dễ hơn ăn cơm nhà đó. Vậy thì chị nói với con Khuê á, đừng có đụng vô mấy cái đứa có máu liều. Ôi ơi, em đừng có đụng vô mấy đứa mà có tiền em ơi. Chị không chịu thua em một câu nữa. Em mới là đứa không chịu thua chị á. Khờ mà cứ tưởng mình khôn. Người em còn sợ còn dè chừng phải là con Khuê đâu. Không lẽ chị nếu một ngày á, cái đoạn băng mà Khuê đánh em bị lộ ra, chắc chị cũng cần giữ lại cái đoạn băng ghi được cái cảnh mà em du côn từ nãy đến giờ đâu ha. Chị ơi, em không có cố ý, chị tha cho em đi chị. Chị ơi, em lỡ lời thôi chị tha cho em đi chị ơi. Không bé. Chị nói em nghe nè bé ơi, ráng học cho giỏi rồi sau này hơn thua với nhau trên thương trường á, chứ đừng có ăn hiếp bạn bè rồi làm chị đại chỗ này chỗ kia, không có kiếm ra tiền nuôi ba nuôi mẹ đâu nghe. Nè, ủa tết nữa hả? Lẹ chóng mặt quá sếp. Qua vụ vừa rồi em thấy tính ra đâu phải ai cứ sinh ra ở Bạch Tích được nuông chiều từ nhỏ cũng hư. Rồi đâu phải ai trong hoàn cảnh đáng thương cũng đáng được thương đâu ha. Hoàn cảnh gia đình là một phần thôi,
Quan trọng là người đó có muốn sống tử tế, sống có ý nghĩa hay không thôi. Ồ, hay ta. Sếp, sếp lớn lên trong gia đình sao vậy? Tập trung công việc đi. Khách tiếp theo là ai? Mai Khôi, dĩ nhiên trẻ. Celeb luôn. Bị sao? Bị đội XY xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách? Chị nghe chị bị chơi ngại. Chơi ngại? Ý chị là giống trong phim Scandal bí mật thảm đỏ của Victor Vũ à? Cụ thể là chị bị sao? Lúc thì chóng mặt, có lúc thì tay chân chị run lẩy bẩy, đổ mồ hôi lạnh nữa. Chị có nghi ngờ ai chơi ngải chị không? Nghi ngờ thì chị nghi ngờ nhiều lắm, nhưng mà đã nghi ngờ nhất thì có ba người. Dạ anh ơi, em là diễn viên trẻ, em đóng vai cái cây trong cái vở cổ tích ngày mai. Anh cho em hỏi mấy anh chị đang tập kịch ở đâu. Anh ơi, cái bột này để đâu để em phụ cho? Công Liêm, kép chính của đoàn, từng cua Mai Khôi nhưng bị cô từ chối tình cảm. Em mới vô sân khấu mà nghe vậy cũng quýu. Tự nhiên cái chia hai phe, Công Liêm với Mai Khôi, không biết theo phe nào hết trơn. Người ta đồn đúng mà, anh đâu có thích Mai Khôi. Còn em theo phe ai? Tất nhiên là phe anh Công Liêm rồi. Mà cho em hỏi thiệt này nha, anh không thích chị Mai Khôi mà anh yêu chị đúng không? Đã từng thôi. Nhưng mà em đừng có nghĩ là tại vì cô ta không cặp anh mà anh ghét cô ta. Em đâu nghĩ đâu, cái này anh nghĩ nha. Ủa, nếu vậy tại sao anh ghét chị Mai Khôi? Diễn viên gì á mà lên sân khấu muốn diễn gì diễn, muốn thoại gì thoại, quăng miếng tứ tung, mua vui rẻ tiền. Trời ơi, sân khấu mình ăn nên làm ra là nhờ mấy vở hài mà anh. Khán giả anh ta bỏ tiền mua vé coi kịch chỉ để được cười cho đã rồi về. Thôi buổi giờ áp lực dữ lắm, làm người ta cười đâu có dễ đâu. Hay tại anh làm quá làm mà người ta không cười. Ai nói không cười? Khán giả ở đây á có thể ít cười không có kiểu muốn nói gì nói, nhưng mà cười miếng nào là chất lượng miếng đó. Đúng tình huống nè, đúng hoàn cảnh quy định, đúng tính cách nhân vật. Nhiều khi anh khó quá nên mới ế khán giả đó. Xong chị Khôi càng được ông bầu trọng dụng hơn, tại tên cổ bán được vé. Còn anh hiểu mà, thời buổi giờ ai bỏ tiền mà không để ý tới chuyện thương mại. Công Liêm là tiếp người nhỏ mọn, bất mãn với thời cuộc nên chấp nhất với đàn em từng miếng hài giặt giảnh, từng tiếng cười của khán giả thôi, chứ không phải loại người dám bày ra cả một kế hoạch để hãm hại người khác. Cũng có thể ông thù tình mà sếp. Nếu xét về tình cảm trên khía cạnh tâm linh, trong trường hợp nó có thật thì Công Liêm sẽ chơi bùa yêu chứ chơi ngải làm gì. Ủa, vậy là mình chơi bùa yêu ai là người ta yêu mình đúng không? Có liên quan gì ông hỏi tào lao vậy? Vậy thì lỗi Công Liêm. Bình bình, đàn chị tị nạn đàn em, ma cũ bắt nạt ma mới, có cũ quá không ta? Chị Bình. Hả? Giờ lỗ hợp cảm bán ế quá trời ế luôn. Ủa sao vậy? Khán giả mua ghế em mà người ta toàn hỏi em. Cái gì vậy? Gì đang nói chuyện đi ngưng ngang vậy? Thôi nói ra mới không chị chủ em nữa. Nói đi, tao thấy cái mỏ mày giật giật rồi đó. Thì ta hỏi có chuyện gì bình bình chơi ngải chị Mai Khôi. Cái gì? Chơi ngải hả? Rồi em trả lời sao? Em đâu biết trả lời sao. Sao không biết trả lời sao? Thì em phải nói là không có chứ. Trời đất ơi, em bán vé em làm vậy là chết rồi em. Thì em cũng có nói là không mà. Mà có anh kia anh kêu chứ à. Anh nghe ai kể là hồi xưa cái chị bình bình này nè, chỉ nổi lên cái chị làm nư, cái ông bầu cũng ghét, ông hế ra chị Mai Khôi vô, mà ai về chị Mai Khôi đóng vai đó xong nổi lên cái chị stop. Chị ghét người ta. Cái này là khán giả hỏi hay là em hỏi? Nghe, biết nghe nó không tin mà. Nè, nhận chị nghe đi. Nếu mà em có gặp Bình Bình, hỏi thẳng cổ giùm anh thử coi. Tại vì anh muốn coi cái vở mà, à cái vở ngay dại của cổ với Mai Khôi đóng chung á. Mà giờ chắc hai người cách mặt đúng em, nên giờ hết thấy xuất rồi. Cái chuyện mà chị sai với ông bầu á, chị đã xin lỗi, chị đã cải thiện rồi. Còn cái việc mà ông bầu cho Mai Khôi thế gia của chị á, chị cũng hiểu. Là bởi vì ngay lúc đó không thể nào để một cá nhân ảnh hưởng tới tập thể được.
Nếu chị mà là ông bầu thì chị cũng sẽ làm như vậy thôi. Được chưa? Chứ chị với chị Khôi, chị với lại Khôi hoàn toàn bình thường. Ủa em, chị ở trong nghề đủ lâu mà, chị đủ hiểu khi mà một người á, người ta tới thời, cho dù em có ba đầu sáu tay cũng không thể nào ngăn cản người ta được rỡ được. Never ever. Ok. Kể cả chơi ngải không chị? Có ở đây á, chị chưa nói tới cái chuyện là bùa ngải có thiệt hay là không, nhưng mà chị nhớ ngày xưa á, cái lúc mà chị mới nổi á, cũng nghe nói là có đàn anh đàn chị chơi ngải chị chứ bộ. Nhưng mà không hiểu hồi đó chơi làm sao á, càng chơi chị càng nổi, xô chậu rất là nhiều. Cho tới mãi sau này á, khi mà chị sa cơ thất thế là do chị hết. Tại chị chảnh, chị hư, chị làm nư cho nên chị mới xuống. Phải chi ngày đưa hả, chị tử tế tí xíu thì đâu phải như vậy. Nói chung á là chuyện buồn ngãi hả, chị không có tin đâu. Wow, tư duy tiến bộ dữ á. Người đáng nghi nhất hóa ra lại là người hiểu chuyện nhất. Bình Bình có đủ năng lực, bản lĩnh và nhận thức để không phải dùng tới chiêu trò xấu mà hãm hại đối thủ cạnh tranh. Mấy nay tôi nghe thông tin này rồi. Ủa mà bên báo kênh 41 có chưa có nhận được thông cáo báo chí của tôi hả? Dạ chưa, cho nên mình mới có buổi gặp hôm nay nè anh. Nói thiệt nha, tôi không tin chuyện bùa ngải. Bây giờ ai mà tìm được cái bằng chứng tôi dính líu tới bùa ngải tôi cho 2 tỷ. Nhưng mà công chúng có quyền nghi ngờ anh mà. Đang có thông tin Mai Khôi manh nha rồi sân khấu. Và anh đang tìm mọi cách để giữ chân Mai Khôi lại, không cho cô hoạt động ở bất kỳ nơi nào khác. Nói thiệt nha, em ở trong hoàn cảnh của tôi á, em bỏ một cục tiền lớn là vậy đầu tư cho người ta đó, thì cũng như tôi à, thấy không? Nhưng mà tới hồi gà mình nó đòi đi, nó bỏ đi là biết sao giờ. Mà Mai Khôi này cũng kỳ. Ủa chứ nó không kể bên báo á, là chính tôi là người giới thiệu bác sĩ nội thần kinh cho nó hả? À, cũng có thông tin là anh đã chuyển một số tiền cho chị Mai Khôi thăm khám và chữa bệnh. Ủa sao em biết? À, chị Mai Khôi bị bệnh gì anh ha? Rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật, suy nhược thần kinh. Ôi đủ thứ bệnh hết, mệt lắm. Có khi nào chị Khôi bị đa nhân cách không? Nó tào lao gì vậy? Đây công việc không có giỡn hết nha, chị ghét lắm á. Em nghiêm túc chứ bộ, có khi bà bị đa nhân cách, chị không nghĩ vậy hả? Đa nhân cách gì đa nhân cách? Có xét nghiệm kiểm nghiệm kỹ càng chưa mà nói người ta đa nhân cách? Còn phim riết nhiễm. Ủa làm gì quạo vậy trời, có khi bà bị đa nhân cách thiệt. Alo chị Khôi. Huyền hả? Chị Khôi tập kịch tới nào mới xong? Ok, giờ chị qua sân khấu luôn nha. Rồi chơi nha, chơi nha. Rồi em vô đi. Thoại nha. Con gái ơi, ra đây mẹ biểu. Dạ, con gái của mẹ đó. Đây, 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 đây. Bây giờ mình phải đưa cái chen vô em hiểu không? Em biết cái chen hoa biển ngạn không? Mình phải chen vô, ví dụ em mặc áo màu hồng đi. Dạ, con gái của mẹ đây. Biển ngạn hồng chưa có chồng mà có chữa. Khán giả cười cái đợp. Ủa, ông bà, ông bà. Chú này là con gái em có chữa luôn hả? Không, mình diễn chen thôi hiểu không? Đi làm mày đọc ốc để đâu á? Nói tới là khóc. Làm gì oan lắm vậy? Được chưa? Lẹ lẹ chơi nè. Ăn nhiều nha. Hai đứa đợi chị chút nha. Dạ, yeah, chị cứ tập đi. Yeah. Rồi chưa, rồi chưa. Dạ rồi. Làm lại nha ông bầu. Đây. Con gái ơi, ra đây mẹ biểu nè. Bỉ ngàn, bỉ ngàn. Dạ. Yeah. Mày Khôi. Ủa, Mày Khôi, anh đâu có cái diễn cái nét này đâu. Ủa, Mày Khôi. Mày Khôi, Mày Khôi, Mày Khôi, Mày Khôi, Mày Khôi. Rõ ràng là chị bị chơi ngải. Dạ. Không có ba cái chuyện bùa ngải đó đâu nha. Đừng có nói bậy, nhất là trong sân khấu của tôi. Có đó anh, ngải mới quật chỉ xong nè. Ghê vậy? Em nói thiệt đó hả? Dạ thiệt. Em đúng là người không tin vô mấy chuyện bùa ngải này. Nhưng mà nếu vậy thì phải có cách nào đó rỡ ngải cho Mai Khôi, chứ để vậy tội nghiệp con nhỏ quá. Đã nói là không có bùa ngải. Mai Khôi nó thì bị rối loạn lo âu nè, rối loạn thần kinh thực vật, dẫn đến suy nhược thần kinh thôi. Em đã có cách tìm ra ai là người hãm hại chị Mai Khôi, nhưng ở đây vẫn còn thiếu một người. Ngay phía sau sân khấu này là bàn thờ tổ ngành nghệ thuật, đấng mà tất cả những người làm nghệ sĩ đều tôn kính thờ phụng. Chắc ai cũng biết tổ nghề rất linh thiêng, nếu ai thành tâm phụng sự sẽ được người thương cho danh lộc mãn đời, còn ai có ác tâm hãm hại người khác sẽ bị người trừng phạt thích đáng không tha. Ngay bây giờ, đứng trước bàn thờ tổ, dưới ánh sáng nhiễm màu của sân khấu, giữa thánh đường nghệ thuật, ba con người đứng trước mặt tôi hãy thành tâm khẩn nguyện và cất cao lời thề rằng mình không hãm hại Mai Khôi. Tôi tin với không gian linh thiêng này, mọi tâm địa đen tối sẽ sớm bị phơi bày. Ai làm sai với người khác sẽ không thể thoát tội. Thưa tổ, con là Trần Công Liêm, hiện con là kép chính của sân khấu Thanh Dân. Hôm nay đứng trước bàn thờ tổ, con xin thề con không hề hãm hại Mai Khôi. Nếu như con có nói dối nửa lời, xin tổ hãy trừng phạt con.
không được làm nghề nữa. Kính thưa tổ nghiệp, con là Quỳnh Văn, con chính là ông bầu của sân khấu kịch Thanh Dân. Con xin thề với người, con không phải là người hại Mai Khôi. Mai Khôi chính là người ơn của con và sân khấu này. Con không thể nào hại Mai Khôi được. Dạ thưa tổ nghiệp, con tên là Lê Thị Bình, nghệ danh là Bình Bình. Hôm nay đứng trước tổ nghiệp và các chư vị khuất mặt khuất mày, con xin thề là con chưa từng và cũng sẽ không bao giờ có ý định hãm hại bất kỳ ai trong nghề, không chỉ riêng gì Mai Khôi. Xin tổ nghiệp soi sáng cho lòng thành của con và đưa sự thật này ra ánh sáng. Vậy là cả ba đã thực hiện xong lời thề của mình. Bây giờ kính xin các đấng thiêng liêng có mặt tại đây soi sáng cho con, để con có thể tìm ra người hãm hại Mai Khôi, trả lại sự thanh sạch cho sân khấu này. Và kẻ đó không ai khác, chính là... Không, 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 không phải em. Là ông bà Quỳnh Văn. Ông bà Quỳnh Văn, trả tiền cho em để hại chị Mai Khôi. Chị vậy Quyền? Chị đang chỉ với cái bình nước của chị Mai Khôi mà. Chuyện này là sao ít? Tại sao người hãm hại chị lại là con Huyền? Loại trà mà chị Mai Khôi uống có hàm lượng caffeine rất cao, cao hơn cả cà phê. Dù chỉ dùng một ít cũng có thể gây ra tác dụng rất mạnh. Chắc ở đây ai cũng biết rối loạn thần kinh thực vật và rối loạn lo âu có mối quan hệ mật thiết với hai căn bệnh là rối loạn tiền đình và trào ngược dạ dày thực quản. Hai căn bệnh này thường được bác sĩ khuyến cáo là nên tránh xa khỏi các loại thực phẩm có hàm lượng caffeine cao. Chóng mặt, buồn nôn, khó thở thực chất chỉ là phản ứng khi dùng quá liều caffeine đối với người có bệnh về thần kinh và tiêu hóa. Nhưng riêng với loại trà này quá mạnh nên nó có thể gây tác dụng trực tiếp đối với người bình thường. Huyền, cô trợ lý thân cận của Mai Khôi, cũng là người đích thân pha trà cho Mai Khôi uống mỗi ngày, đã lén thay đổi loại trà gây nên tác dụng trầm trọng mà ta có thể thấy ở chị Mai Khôi. Đúng như tôi dự đoán, người có tịch thì sẽ rụt rịch. Lúc nãy Huyền đã lỡ nói ra người đứng sau giật dây cho cô làm điều này. Nếu chị thật sự tin vào chuyện bùa ngải thì người chị nên gặp lúc này không phải là em, mà là thầy Pháp để gỡ ngải cho chị. Chị nói thiệt đi, chị tới gặp em không phải để gỡ ngải, đúng không? Đúng là biệt đồ ít y, có tiền chưa chắc là bút được. Chị muốn tụi em vạch mặt người muốn hại chị. Cũng trong lần gặp đầu tiên tại văn phòng, y cộng sự thân cận của tôi đã phát hiện Huyền, trợ lý thân cận của chị Khôi, có nhận tiền chuyển khoản từ ai đó với nội dung tiền thuốc cho Mai Khôi. Tại sao ông lại chuyển tiền thuốc của Mai Khôi cho trợ lý của cổ, trong khi Mai Khôi là người tự đi khám một mình và tự chi trả toàn bộ chi phí? Vậy tiền thuốc chắc không phải là tiền để chữa bệnh đâu ha. Rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật, suy nhược thần kinh, đủ thứ bệnh hết trơn á. Nhân việc mối quan hệ của Huyền và Mai Khôi đang gặp rạn nứt, do Mai Khôi bị stress nên gần đây hay nổi nóng, cấu gắt vô cớ với Huyền. Ông đã mua chuộc Huyền thành công với tin nhắn mạo danh tiền thuốc. Việc ba người đứng thề trên sân khấu lúc nãy không phải để tôi quan sát phản ứng của ba người, mà để tôi quan sát phản ứng của Huyền khi từng người cất lời thề. Với kiểu người như ông Huỳnh Văn, đúng là không khó để ông thực hiện một lời thề dối trá. Nhưng Huyền thì khác, tâm lý yếu nên đã không tránh khỏi đòn tâm lý chiến lúc nãy của tôi. Mà thực ra ông thề đúng mà, ông đâu có trực tiếp ra tay hãm hại Mai Khôi. Ông chỉ dùng tiền để mượn tay Huyền dằn mặt Mai Khôi thôi. Dằn mặt? Mấy người xào quần đủ chưa? Mắc cái cớ gì tao hại con Mai Khôi làm cái gì? Hả? Tao tiện khơi khơi đi tin lời con Huyền. Huyền nói gì vậy con? Anh từng hăm dọa em. Anh nói sân khấu này chính là cái nôi của em. Em nổi tiếng từ đây mà ra, cho nên em đừng bao giờ suy nghĩ đến việc rời đi. Bằng không sẽ gặp kết quả không tốt. Em sẽ không thể làm ở bất kỳ đâu được. Anh làm em bị như vậy thì công việc bên ngoài của em sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó lời nói của anh càng thêm ứng nghiệm. Em sẽ sợ, không dám bỏ đi. Ớt chết tại miệng anh ơi. Đâu ngã anh mạnh cỡ nào, anh quật thử em coi. Lộn làm nghề thật chưa đủ mệt hay gì mà ông còn đòi làm phù thủy nữa. Ủa lộn, làm thầy bùa chứ. Thôi thôi, mày mau quên quá. Chính nhờ tao mày mới nổi tiếng mà nhớ không.
Một tay tao mày mới có vị trí như bây giờ đó thôi. Nè, sao lúc đầu cũng thích chỉ vô mặt người khác rồi nói mấy cái câu này hoài vậy? Mai Khôi nổi tiếng là nhờ tình yêu thương của quý vị khán giả, và cổ có vị trí như ngày hôm nay là nhờ tài năng của cổ. Ông làm bầu ông đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa, và bỏ cái thái độ trịch thượng đó đi. Thời thế bây giờ thay đổi rồi. Tụi mày biết cục mẹ gì mà nói. Anh Văn à, thời buổi này á, không ai cho không ai điều gì hết á. Tất cả mối quan hệ đều sòng phẳng, win-win hết. Mẹ nó, cho tụi bay chỗ ăn chỗ diện, bây giờ tụi bay quay lại cắn tao. Ủa anh, tụi tôi làm việc kiếm tiền về cho anh mà, sao anh nói giống như là anh từ thiện với tụi em vậy? Ờ, em là người ngoài thì em thấy vậy. Lý ra anh đừng có sợ ai bỏ ai phản gì anh hết. Anh chỉ cần sống đúng là được rồi. Còn đằng này anh sợ người ta bỏ, người ta phản anh, mà anh đi chơi xấu người ta trước, để giờ lòi ra mọi người thấy anh vừa hiểm vừa bẩn, mọi người mới bỏ anh nè. Đợi giờ đủ mệt rồi, thương nhau mà sống anh ơi. Chú, chú. Chị Mai Khôi, chị Mai Khôi. Đại nhân kênh, kênh ra con tôi ra. Dối trá, cứu tôi ra. Con ơi, Sang ơi, con ơi. Em mới mua đồ ăn nè, ăn đi rồi tiếp khách. Cách sao không? Không có gì. Không có gì mà mặt căng như vậy. Mày nói là không có gì mà. Cho khách kế vô luôn đi. Bidder XE xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách? Dạ em chào chị. Dạ em là Đặng Khang, là content creator trên mạng. Chắc chị coi mấy clip của em rồi đúng không? Dạ không sao. Theo mấy clip của em á, sẽ xu hướng cho giới trẻ. Còn giới khác như chị thì... Có, chị có coi mấy clip nấu ăn của em rồi. Dạ không, kênh em kênh nhảy. Rồi anh em nhảy vô đây làm chi? Dạ em nhảy vô đây để nhờ chị tìm hiểu giùm em một cặp đôi đang hot trên mạng, là Tuấn Nguyễn với lại Bảo Lành. Xem cái cặp đó có yêu nhau thiệt không. Cái gì? Tuấn Nguyễn với Bảo Lành yêu nhau là giả hả? Dạ, em cũng không chắc nữa, nên em mới tới đây nhờ anh chị tìm hiểu giùm em á. Nếu yêu nhau giả để câu tương tác thì cặp đó quá bẩn luôn á. Sao em bức xúc dữ vậy? Em ship cặp đó hả? Ai mà không ship. Cặp đó đẹp đôi gần chết luôn á. Nếu cặp đó mà yêu nhau là giả, chắc em mất niềm tin vào tình yêu luôn á. Dạ, em nhờ chị với anh tìm hiểu giùm em vụ này càng nhanh càng tốt nha. Tại vì cặp đó là đối thủ cạnh tranh của em hả? Dạ đúng rồi, từ ngày có cặp đó xuất hiện á, kinh em bị flop hẳn luôn. Trong khi em đầu tư chất xám, đầu tư suy nghĩ ở đó rất là nhiều ý tưởng luôn. Còn cặp đó toàn là mấy content bẩn không. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ cũng được một năm rồi chị. Ôi hai đứa cưng sao mà đẹp đôi quá trời đi. Cảm ơn chồng. Trời ơi, kêu là chồng nghe. Không giấu gì chị chứ cuối năm nay tụi em tính cưới. Ôi ơi, chúc mừng hai cưng nha. Đẹp đôi quá trời, chúc mừng hai đứa nha. Mà
cho chị hỏi hỏi nhỏ một cái, cưới thiệt hay sâu sầu? Sâu sầu là sao chị? Là cưới hùa đó bé. Giống như dạo này thấy khán giả người ta thích coi nghệ sĩ tại đám cưới nè, ai cưới xong cũng phất lên hết, cái ai đứa cưng mà đặt học đòi làm đám cưới theo, mặc dù hai đứa phải. Chị ơi, chuyện đám cưới là chuyện quan trọng á. Đúng, cho nên đâu có bạ đâu cưới đó được. Cũng đúng. Mà chị hỏi vậy có gì không? Có liên quan tới sản phẩm mà chị bút tụi em hả? Trời có chứ bé. Chị tính bút hay cưng, quảng cáo cho sản phẩm chăn ra gói nệm ở bên chị, theo content dạng như cặp đôi mới cưới, vợ chồng rồi đó. Thì chị hỏi không phải là không tin gì hai đứa, mà tại vì chị sợ hai đứa là xây dựng hình ảnh couple rồi thành công quá, cái bao nhiêu phim ảnh nè, nhãn hàng xúm vô nó bút tụi em, rồi tới hồi có đứa phát hiện tụi em ba xạo, bóc phốt em ra. Là lúc đó sự nghiệp tụi em tiêu tù, không ngóc đầu lên nổi, chị đảm bảo. Nhưng mà nó kêu theo nguyên một nùi dự án nó sụp theo. Tội chị lắm bé ơi. Công chúng giờ người ta thông minh lắm rồi, người ta không có dễ bị dắt mũi đâu. Mình giả dối tới hồi bị phát giác, bít cửa làm ăn luôn á. Chị đừng lo, em thấy khán giả bây giờ á cũng thích mấy cái giả giả lắm, như giả gái á chị, bây giờ cũng hot quá trời. Đúng rồi, hot hơn cặp của em luôn á. Bữa giờ mới bút mấy đứa qua gia bên chị nè. Em thì không có thích giả gái lắm. Em mà gặp mấy bạn giả gái á là em khuyên mấy bạn là nên xây dựng hình ảnh nam đi cho nó sạch á. Ủa chi vậy? Nó đang ăn nên làm ra hình ảnh đó rồi kể người ta đi em. Em sợ người ta hot hơn em phải không? Sợ hot hơn sẵn rồi. Hay em muốn hợp tác với người ta theo dạng content couple. Trời ơi trời, tổ quật có nghe kỳ lắm á. Ai giả thì giả chứ tụi em không có đó chị. Thực ra là lành tính là xây dựng hình ảnh độc thân, nhưng mà tại fan cứ ship nhiều quá, với lại sẵn lành quen em á, cho nên là tụi em làm vậy luôn chiều fan. Có chừng hai đứa hiểu lầm thành ý chị đang công kích hai đứa nghe. Không có. Chị là chỉ đang muốn ý là ví dụ hai bay có quen, nói đại mẹ có quen ha, đừng có mà kiểu đang quen xong rồi cái fan hỏi tới cái chối phủi phủi sao quần. Ý của em á là chị rất là sáng suốt khi mà bút cặp đôi của tụi em làm cặp đôi mới cưới để giới thiệu cho sản phẩm chăn ga gối đệm. Em thấy rất là hợp lý luôn á. Còn mấy bạn giả gái á, em không biết quảng cáo cái này nó phục vụ cho cái gì chị ha. Làm. Dạ. Cái này chị khuyên thiệt. Dạ. Nha, chân thành. Cần bớt có định hướng người ta phải xây dựng hình ảnh cá nhân người ta như thế nào lại. Bởi vì em mà dạy ai mà người ta cũng thành công vậy, chắc mấy công ty quản lý ta là người ta ế hết quá. Nguyên cái ngành giải trí với quảng cáo này chắc trông chờ vô tài năng của mình em á. Thôi tập trung lo đời mình thôi nghe. Yeah. Chị. Chị đừng lo. Em với ảnh yêu thiệt, quen thiệt. Hình ảnh xây dựng là thiệt. Đúng không anh? Tuấn, vừa kia chắc thiệt cậu bà ơi. Là anh với Tuấn đều học qua diễn xuất mà. Diễn chứ mà không có tình cảm quá lắm. Em là em không được đó. Em làm được, em làm diễn viên rồi. Ok, good take. Cut. Reset lại mấy đứa ơi. Trời ơi, hai đứa sao mà diễn mùi quá trời mùi đi. Dễ thương lắm nghe. Tao coi sao tao biết trên mạng ship hai bay rồi đó. Chứ thường xưa thấy bình thường có quần gì đâu ship. Ây, sao lại. Em cảm ơn chị. Dù gì hai đứa cũng là gốc là dancer á, cho nên sơn cái là đen được hả? Biết rồi. Vui quá. Em bảo là nhận hàng với em đấy hả? Ủa, em đặt hàng hả? Đâu có đâu. Cho chị xem. Fan gửi cho chị nè chị. À. Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn chị. Để coi cái gì nè. Ủa, sao tặng em mà tặng áo nam vậy? Tặng em Tân Vũ. Tân Vũ là ai mà sao tặng quà cho em vậy? Gì mặt xanh lè vậy cưng? Ta hỏi Tân Vũ là ai kìa. À, fan cuồng của em hay spam tin nhắn. Ổn cưng, quay tiếp được không?
Được chị. Ờ được, tiếp nhanh em ơi, quyền sếp đang chờ tụi em nãy giờ mất thời gian quá. Tiếp 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 tiếp. 2 1. Ủa trời, chưa quăng cái hộp đi giùm chị nữa. Thằng lấy giùm chị đi. Trời ơi, hồi nãy hai đứa diễn nhiệt tình quá trời đi. Mà bút cả trăm triệu không nhiệt tình mới lạ. Nào có đi con chị cho nha. Đứa làm sao này vậy? Chắc là fan của em thôi chị. Tân yêu lành. Tân là cái ông mà đã tặng quà. Cái gì vậy? Lành ơi! Lành ơi! Gì vậy? Gì vậy? Lành ơi! Tân Vũ là người yêu cũ của em. Chuyện này có gì đâu. Mà sao em giấu anh chi vậy? Cho chị hỏi câu tế nhị xíu. Là em chia tay ảnh Phương. Có phải là ảnh không chịu buông bỏ, xong rồi em sợ anh làm bậy đúng không? Ảnh mất rồi. Hôm nay là giỗ đầu của ảnh á. Trời ơi, trời ơi. Xin lỗi. Sao mà ảnh mất vậy em? Ảnh bị tai nạn. Vì lại có người biết câu chuyện của em á, cho nên là muốn tạo áp lực cho tụi mình. Kiểu mà thấy tụi mình ok quá, cho nên là phá đó. Em sợ lắm, anh đừng bỏ em nha anh Tuấn. Nghe nè, không có khóc, yên tâm. Anh rất là yêu em. Anh chắc chắn sẽ cưới em mà. Là sao? Bên chị điều tra một hồi là cặp đó yêu nhau thiệt hả? Ừ, là sao nữa, chị điều tra kỹ chưa? Tuấn Nguyễn với Bảo Lành yêu nhau thiệt mà em. Yêu nhau cũng lâu vậy á. Biệt đội đi của chị là mang như quần què vậy. Mang gì em nói sùng lên vậy? Bộ em có bằng chứng Tuấn Nguyễn Bảo Lành yêu nhau hả? Bộ chị thấy người ta dính xà nẹo như Sam là chị nghĩ là người ta yêu nhau thiệt hả? Chị thấy bình thường mà. Bình thường gì? Nè, người ta đang có bạn diễn ngay kế bên cạnh, làm sao người ta thoát vai ra được? Chỉ khi nào người ta ở một mình, người ta mới bộc lộ hết bên trong người ta ra thôi. Cheers. Tuấn ơi, kỳ vậy cưng. Ừ, anh không có uống được chị ơi. Có một ly thôi mà. Một ly anh cũng gãy nữa. Thôi, uống với khách mà. Ta nói cái clip mới dựng xong, coi sao mà nó thấy thương vô cùng vậy đó. Trộn gì á chị. Clip này mà lên một cái ha, là fan hai đứa thích lắm á. Chị nói làm tụi em cũng non coi quá chừng luôn. Rồi đám cưới cần tính đãi đâu? Dạ chưa, chưa tính gì hết trơn á. Bữa mới nghe kêu sắp đám cưới mà, giờ không biết chỗ nào. Đi đâu vậy? Anh đi toilet. Chị hỏi chuyện cơ. Dạ. Em với Tuấn á, đứa nào hương đứa nào hơn? Dĩ nhiên là anh Tuấn rồi, anh cưng em lắm. Tao thấy là tao biết rồi đó. Em vừa đúng mà cũng vừa sai. Đúng gì? Sai gì? Vừa đúng vừa sai khi nói Tuấn và Lành không thật sự yêu nhau. Là sao? Chị nói rõ ra đi. Em sai ở chỗ Lành thật sự yêu Tuấn, nhưng em đúng ở chỗ Tuấn không hề yêu Lành. Hay nói đúng hơn là Tuấn không yêu phụ nữ. Chị nói làm tụi em cũng non co quá chừng luôn. Kỳ gì? Bữa mới nghe kêu sắp đám cưới mà, giờ không biết chỗ nào. Đi đâu vậy? Anh đi toilet. Anh chơi hay say hay Grindr? Thật tờ anh Tuấn, chị Lành biết là chị Lành buồn đó. Em biết anh hả? Cặp anh với chị Lành, ai mà không biết. Anh tưởng ai cũng biết đó là làm content chứ. Content gì mà sắp cưới luôn hả?
Khán giả bây giờ lanh lắm em. Phải cưới người ta mới tin, cưới mới hết. Rồi từ content creator thành nghệ sĩ luôn đó. Vậy hả? Anh cặp chị lành, chị để cho hot rồi sao? Mệt em quá. Thằng điên này mà làm gì á? Cái đó là cho chị lành, còn cái này là cho khán giả, những người lỡ tin, lỡ ngưỡng mộ vô tình yêu sợ cho của mày. À, tao liên quan gì tới mày? Còn cái này, tao làm giùm cho Đặng Khang. Ủa? Tặng em Tân Vũ. Tân Vũ là ai mà sao tặng quà cho em vậy? Gì mà xanh lè vậy cưng? Anh Super, anh Super, anh Super, anh Super. Chị Lành hỏi ai gửi quà nãy đến cho chị á. Để coi lại nghe. Không có ghi. Nga là đó, em bận đây. Biết ngay mà. Ok, em cảm ơn. Khang chính là người gửi quà tên Tân đến cho Lành. Sao anh biết? Địa chỉ của người gửi quà khớp với địa chỉ của em điền trên phong đăng ký nè. Rồi bỏ tiền thuê người dán chữ đỏ lên xe hù người ta hết nhiêu tiền. Chờ người quen. Free. Cô biết đánh đòn tâm lý quá ha. Rồi giờ kể thiệt cho tôi nghe hết được chưa ông thần? Em với Tuấn từng lén yêu nhau. Hay bữa đó chị nói đúng không? Sếp đỉnh. Bữa đó là bữa nào vậy chị? Thì cái bữa mà em nổi sùng lên chửi tụi chị sầm á. Là bữa đó chị gài em hả? Để tìm ra sự thật thôi. Mà chị thấy em với Tuấn cũng đẹp đôi mà. Sao không công khai mà phải lén lút vậy? Tại lúc đó Tuấn không có nổi tiếng. Không ai biết Tuấn là ai hết trơn. Nhưng mọi người thì biết em. Chị coi kênh em rồi mà đúng không? Rồi clip nhảy nhớ rồi nói tiếp đi. Fan nữ em đông lắm. Em sợ công khai ra thì mấy bạn đó không còn thích em nữa. Em sợ miệng đời lắm. 2024 rồi chứ phải 2004 đâu mà sợ miệng đời nữa em. Thời buổi giờ ai mà đi định kiến về giới tính người khác là lạc hậu lắm á. Chả còn á chị. Nhưng mà ít lắm em ơi. Tại em sợ sệt. Rồi em không dám sống thật với mình. Thì cái đám miệng đời tôi nó mới mạnh. Chứ em mà mạnh mẽ, bản lĩnh, có làm sao em sống vậy. Miễn không vi phạm pháp luật thì có 100 cái miệng đời đứng trước mặt em, tụi nó cũng trở nên nhỏ bé à. Thì em không sợ thì người sợ sẽ là tụi nó. Một ngày trôi qua, quỹ thời gian của em sẽ mất đi 24 giờ. Thay vì em dùng thời gian đó để em sợ sệt thì em cứ sống thật là chính mình đi, làm điều mình thích, miễn không vi phạm pháp luật đạo đức là được. 10 điểm. Mà chuyện tình tay ba Khang Tuấn là sao? Kể tiếp chị nghe coi. Em với Tuấn yêu nhau được vài tháng thì Tuấn có quay clip collab chung với Lành mà vô tình được mọi người ship lắm. Tuấn mê danh vọng, mê nổi tiếng, không muốn bỏ nên Tuấn chia tay em đến với Lành. Trời ơi, mà tay hay dữ vậy. Dạ chị không biết đâu. Là buổi sáng em mới vừa thức dậy, em mở điện thoại ra xem, thấy tất cả những tin nhắn của em với Tuấn, kể cả hình ảnh thân mật của hai đứa, mất sạch hết trơn. Trong khi Tuấn đang nằm kế bên em mà, em dựng đầu Tuấn dậy, em hỏi chuyện, thì biết là nhân lúc hôm qua em say, Tuấn mở điện thoại em, Tuấn xóa hết. Tuấn nói Tuấn sợ hacker. Em nổi điên lên, em lấy điện thoại của Tuấn ra em xem. Em thấy tin nhắn Tuấn đang cua lành. Cái Tuấn quay qua Tuấn chia tay em luôn. Ê, tính ra thằng đó bị bập ba cái à. Nhẹ quá. Rồi Lành có biết chuyện em với Tuấn quen nhau không? Nội nào úp dung đó mà chị. Chính Lành là người đã chia tay anh Tân Vũ để đến với Tuấn mà. Trong khi anh Tân Vũ thương Lành lắm. Chắc đêm đó anh buồn. Anh đi rong ruổi suốt cả đêm nên mới gặp tai nạn mất. Đánh đổi tất cả để được nổi tiếng. Sống vậy sao mà bệnh trời. Nói chung là chị đã hoàn thành xong đơn hàng của em rồi. Còn về đoạn clip mà Tuấn lộ rõ bản chất chị sẽ gửi cho em luôn. Tùy em xử lý ha. Cảm ơn chị. Xin lỗi chị với anh nhiều. Đã hôm bữa em nổi nóng với anh chị. Em còn nói bị đổi đi như quần què nữa. Gì đâu. Từ đây. Đưa tiền rồi mà. Được cái tay bà ơi. Khang nghe chị nói. Cái này chị khuyên thiệt. Em cứ sống thật là chính mình. Sống thật không có thiệt đâu. Nha.
Ta da, bất ngờ chưa bà già. Nhân dịp gì đây? Thì trong một năm em làm cộng sự của sếp. Gì lẹ vậy? Mới đây mà chị cứu em ra khỏi công ty giải trí cũ được một năm rồi hả? Nhắc tới cái công ty quản lý cũ đó, mà không, cái địa ngục mới đúng. Thì em phải nói là cảm ơn sếp rất là nhiều luôn. Cheers. Ôi, mừng quá, xin vô xin vô. Trời ơi, chị là ai tự nhiên vô đây? Chị này là doanh nhân Trang Doãn, mà hồ sơ mới nộp hôm bữa. Chị đợi giùm em nha. Chị biết là chị mới nộp hồ sơ, chị cũng biết là gặp hai em rất là khó. Mà gặp rồi á, cũng phải chờ đợi rất là lâu. Nhưng mà bây giờ chị gấp dữ lắm rồi, cho nên chị mới làm liều. Bây giờ chị nhờ hai em á giúp minh oan giùm cho chồng của chị. Anh Quân, chồng của chị á, bị con Thao thư ký á, nó tố ảnh là gạ gẫm nó trong lúc làm việc. Mà thật sự á, ảnh rất là chung thủy với chị. Chung thủy? Thời buổi giờ hiếm có đàn ông chung thủy lắm chị ơi. Mà càng hiếm có người phụ nữ nào dám khẳng định điều đó ở chồng mình với chị á. Con gái nhờ đức cha. Bây giờ anh Quân chồng chị á nha, ảnh có đi ra ngoài, ảnh làm bất cứ cái gì, ảnh đều nghĩ tới hai đứa con gái ở nhà. Cho nên chị dám chắc á, ảnh không bao giờ mà ngoại tình hết. Mà nếu anh không làm gì thì lấy đâu ra bằng chứng mà bạn Thao tố cáo ảnh chị? Đó, bởi vậy chị mới nói với tụi em, chị dám khẳng định 100% luôn là cái con Thao đó, nó cố tình, nó gài bẫy để nó muốn trục lợi, nhưng mà bất thành. Bây giờ nó mới muốn là tố cáo chồng của chị. 100%? Ừ. Chị có hơi tự tin quá không vậy? Không. Em thì chỉ mới chắc được 10% thôi. Còn 90% còn lại em phải tiếp xúc với đối tượng cái đã. Chị cảm ơn hai đứa em trước. Mình không có làm gì hết thì cũng không có gì mình sợ. Nhưng mà hai vợ chồng chị thật sự là chỉ muốn yên ổn để làm ăn thôi, không có muốn dính vô thị phi. Mà tụi em biết rồi, miệng đời bây giờ ghê lắm, nói không thành có, đáng sợ dữ lắm tụi em ơi. Ok, em nhận vụ này của chị nha. Chị cảm ơn nha. Chị cảm ơn. Hai bạn ngon miệng nha. Cảm ơn, cảm ơn. Wow. Em có kinh kinh nghiệm làm việc? Dạ. Yes, em có. Trước đây em đã từng là nhân viên của công ty làm thép nè, làm phim nè, công ty làm gì? No, mấy cái đó anh xem CV của em, anh thấy rồi. Ý anh là kinh nghiệm tiếp xúc đối tác. Ý là contact hay là communicate? Communication. Sự giao tiếp. Dạ. Dạ được anh, tự nhiên anh nói cái gì tiếp xúc em hơi nhạy cảm chút xíu. Actually là full contact and communicate luôn. Dạ em nghĩ là ở hai cái mảng đó em có thể làm tốt được. Mà em có thắc mắc chút xíu là ở vị trí thư ký như em á, thì những cái kỹ năng đó có thể hỗ trợ được gì cho anh ạ? Tiếng Việt của anh chưa có good enough, nên anh nghĩ anh cần em nhiều đó. So, em thử việc một tháng nha. Có hơi nhanh không anh? Nhỏ ní mới vô hi. Dạ, em mới vô làm chị. Chị là tập vụ hả? Không, tao là bác sĩ. Rồi, thiệt hả chị? Thương gái vô duyên vô hồn. Hãy người ta ăn mặc như rí cùng hồi cho được. Vũ đấy mân cái chị. Dạ, em là thư ký của giám đốc chị ơi. Chú thứ kỹ mà như rí là có truyền vọng lên phó giám đốc quá nghe. Phó giám đốc là sao chị? Giám đốc đi, thằng mế mới kêu như rí là cứng mà chưa khó lắng xa hiện thân vi sếp là lớn chực nấy mái mình dạng lên tạo bao lên khỏi vùng an toàn cho chi. Dạ sếp. Chuẩn bị bắp rán cho tôi chưa? Thế bà bánh mì hoa cúc á. Cái gì mất tiền hơn đi? Cái bánh mì hoa cúc là cô sếp. Cô bà mà. Dạ. Thao, cho anh xem cái bản báo cáo tài chính đi. Dạ. Nghiên cứu hành vi, lời bà Trang nói có thể là chính xác. Thao thuộc tiếp người thực dụng, muốn thăng tiến nhanh trong công việc
nên đã ngã ngớn với ông Quân. Nhưng ông này lại là người chính trực, đã sa thải Thao, nên cô này mới phát sinh ý đồ xấu muốn hại ổng. Nhưng ta vẫn chưa có bằng chứng đủ mạnh để bảo vệ ông Quân nếu Thao tố cáo ổng. Chị sẽ set up một cuộc gặp thân mật cho em và Thao tại một nơi riêng tư hơn, thì Thao sẽ dễ dàng bộc lộ bản chất và mình có thể thu thập được bằng chứng. Nhưng mà lần này em phải mạnh dạn hơn, vì mình nhát gái quá. Ê, tôi chơi hẳn đàng hoàng nha, nhưng mà Thao bạo dạn quá. Chị thấy chị cũng bạo với dạn nè, em có bị gì đâu. Bà khác, nó khác. Khác chỗ nào? Hay tại em nhát? Em không có nhát nha, nhưng mà em không thích nó. Đưa em về nhà, mây cho chiều tà, thật lòng ăn chim muôn lời đi bay về càng xa. Em thấy bây giờ tối hù rồi chứ còn chiều tà gì nữa. Mà sao tự nhiên bữa nay sếp có nhã hứng đưa em về nhà vậy? Thì tiện đường nhà anh thôi. Let's go. Bị sao vậy trời? Sao mà trùng hợp vậy ta? Xe hư giữa đường, chỗ này cũng vắng nữa. Sao tự nhiên sợ quá à? Đây là bài của anh đúng không? Sếp yêu của em. Em nghĩ là xe không có hư đâu, hai đứa mình mới là hư đó. Bình tĩnh nha, kìa mà bể là không có cơ hội thứ ba đâu. Cứ để cho nó tiếp cận rồi từ từ mình khơi. Em có thích anh thiệt lòng không? Sao anh hỏi vậy? Anh á, giờ chỉ một mình anh thích em thật lòng thôi. Em thì không, anh thì thiệt thôi. Ủa, nhìn em giống kiểu người hay lợi dụng người khác lắm hả? Nhìn em thì thiện lành, nhưng mà cái miệng đời không có thiện lành với em. Ủa, anh nghe ai đồn gì về em sao? Em có dụ dỗ sếp cũ của em giống vậy không? Quần què gì vậy? Cô mày tập vụ đúng không? Em nhìn mặt cái bà đó là em biết cái bà đó rất là nhiều chuyện luôn. Trời ơi, tự nhiên anh nhát cái dây dài háo sắc đó, em nổi dây gà như vậy hết trơn rồi nè. Tại anh thấy em mở lòng với anh quá, anh hơi lo. Anh nghĩ sao mà anh so sánh anh với con trai già háo sắc đó vậy? Em thích anh thiệt chứ bộ. Ít ra thì anh còn trẻ, đẹp, dễ thương. Anh cũng giỏi nữa chứ bộ. Vậy cái vụ bên sếp cũ của em là gì mà qua tới bên này luôn vậy? Em thấy cách vận hành công việc như vậy không ổn đâu anh ơi. Nếu như mà mình có lỗ hổng á, thì mình cố gắng mình tìm cách mình khắc phục, chứ không phải là mình cứ đập đi xong rồi xây lại hoài như vậy đâu anh Quân ơi. Em có muốn lên một cái chỗ mà em có thể tự quyết định mọi việc, không phải hỏi ai. Dạ, vị trí gì vậy ạ? Trợ lý. À mà trợ lý không phải thư ký nha, nên là em không có gì phải ngại hết á. Dạ vậy thì vị trí đó em cần điều kiện như thế nào ạ? Chỉ cần em đốt cháy giai đoạn là được rồi. Lúc đó vợ của ông đang mang bầu luôn đó anh. Chưa hết đâu, có một lần hả, ông động chạm em ở trong thang máy á. Lúc đó vợ của ông mới sanh luôn đó anh. Và hả, ông hay tự hào ông là tiếp người dễ dàng luộc được người khác, chứ nên mấy lần không luộc được em á, ông cay lắm, ông đuổi việc em luôn. Ông tệ với em như vậy mà em bỏ qua cho ông được sao? Không, lần trước em định làm tới luôn rồi đó, mà em không có thu thập đủ chứng cứ. Xong rồi sau này em nghĩ lại là thôi, em cũng muốn quá ồn ào, để cho sau này em còn dễ đi xin việc làm chỗ khác. Mà anh biết làm sao không? Em thấy thương hai đứa con gái của ổng, tại vì hai đứa nhỏ ngưỡng mộ ổng dữ lắm. Còn anh thì em thích anh thiệt, mà lần đầu tiên gặp là em có cảm tình rồi. Mà anh cũng thông cảm đi, tại vì 4 năm rồi em chưa có người yêu, cho nên là em cũng hơi vã. Nếu mà em có làm anh ngại thì sorry. Không sao. Nếu vậy sao bà Trang lại nói là Thao có ý định muốn tố cáo ông Quân, muốn mình minh oan gấp cho ổng ta? Dạ, sắp tới phim bên em dự kiến chiếu Tết 2025, kịch bản cũng xong xuôi hết rồi mà chưa có gom đủ budget để chạy á, cho nên là em đang muốn tìm tới anh để Vậy là em tìm anh để đầu tư cho phim của em hả? Dạ, anh Quân có muốn xem qua proposal để mình biết thêm về dàn diễn viên rồi đạo diễn không? Để em mở cho anh xem nha. Em khỏi mở proposal làm gì hết á. Em mở lòng với anh là được rồi. Em còn trẻ, em còn đẹp. Nói chung là em phải biết nắm lợi thế. Em phải mở lòng đi, thì lúc đó cơ hội nó sẽ đến với em. Em hiểu chưa? Mở lòng thì em đã mở rồi. Còn ẩn ý sâu xa của anh
Thiệt tình là em chưa có hiểu lắm. Em làm anh tụt mút quá. Có cách nào à, kéo cái mút nó lên được không? Anh Quân ơi. Ngay cả với em là đối tác lần đầu đến gặp để bàn công việc, ổng còn không kiềm chế nổi. Em rất tiếc anh Quân không phải người chung thủy như chị nghĩ đâu. Gì vậy? Tôi chỉ leo sầm lên. Cái thằng khôn nạn đó. Chuyện của chị Trang bất diện bất xúc. Em ở đó hả? Em hiểu cảm giác của chị lúc này. Rất là nhiều người nói với chị ảnh làm chuyện bậy bạ ngay trong văn phòng của công ty, ngay trong thời gian mà chị đang mang bầu. Nhưng mà chị không có tin. Sao chị có thể ngu dốt như vậy không biết nữa. Dù sao thì chị cũng cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ em mà chị mới biết được sự thật này. Chứ nếu không á, chị cũng không biết là mình còn ngu dốt tới chừng nào nữa. Chị cảm ơn em. Tiền gì đã chuyển vô tài khoản em đầy đủ rồi đó. Em gửi cái clip này cho chị nha. Chị cảm ơn em. Chị về nha. Chị Trang, vợ anh đã tìm đến tụi em với một đơn hàng hết sức bất thường. Chị nói thao thư ký cũ của anh đã tố anh có hành động khiếm nhã với bạn ở công ty. Nhưng chị lại luôn tin anh là người chung thủy và đàng hoàng, nên chị muốn tụi em tìm ra bằng chứng Thao đã gài bẫy và dụ dỗ anh trước để minh oan cho anh. Nhưng mà em cũng đã gặp Thao rồi, và bạn xác nhận là chưa từng có ý định tố cáo hay bóc phốt gì anh hết. Vậy theo anh nghĩ, thiệt ra vợ của anh muốn tụi em làm gì? Hình như em hỏi là em đã có câu trả lời rồi, đúng không? Mà em vẫn muốn nghe anh nói mà. Thật ra là vậy. Vợ anh muốn ly hôn với anh và đi với bồ nhí, cộng với 50% số tài sản của anh. Nhưng thật không may cho cô ấy là anh nắm trong tay cái clip cô ấy đang ngoại tình với bồ nhí. Nếu như có ly hôn á thì chắc chắn cô ta sẽ bất lợi, và đặc biệt là trong vấn đề phân chia tài sản. Thật ra chị Trang tìm đến tụi em để tìm một nhân chứng, vật chứng đủ mạnh để mà có thể lấy lại thế cân bằng của anh tại phiên tòa ly hôn. Cái clip em đã có trên tay á là tiểu phẩm của anh với Ít. Còn hôm nay anh sẽ thông báo cho em một tin quan trọng. Ngoài việc anh có clip em ngoại tình thì nhân tình của em anh muốn đứt luôn rồi. Tú, mày dám làm phản tao? Tôi có chị. Em vẫn luôn yêu thương tiền mà vậy. Anh Quân anh cho em nhiều tiền, anh kêu là em đứng ra nói sự thật. Sự thật đó là chị lừa tình em. Em bị lừa. Chị nói dối là chị độc thân, em là nạn nhân á. Em vô tội chị có. Giả dối. Chị, đó là sự thật. Sự thật? Ông trả sự thật cho mày bao nhiêu? Biết để làm cái gì hả? Tính đấu giá với tôi hả? Đừng làm ra vẻ mình là người có tiền nữa. Tao mắc cười lắm. Ông thì hay lắm rồi. Nhân phẩm của ông là số 1. Trong lúc vợ của mình đang mang bầu nè, đang đẻ mà, ông vẫn có thể đi gạ gẫm gái khác. Chẳng qua là tôi không có bằng chứng trong tay. Nếu mà để tôi nắm được bằng chứng trong tay á thì... Thì sao? Thì mày làm gì được tao? Mày cho cả thế giới biết hả? Mày phải nên nhớ trên giấy tờ mày đang là người sai với tao. Nè, sự thật vẫn là sự thật. Mày là cái đứa ngoại tình trước. Mày chứng minh giùm tao đi. Hay là mày chỉ nói bằng cái miệng không của mày thôi. Mày phải nên nhớ, lũ đàn bà tụi mày muôn đời không bao giờ thắng được đàn ông. Hiểu chưa? Anh chắc chưa? Cái gì em? Anh đang dạy vợ anh mà. Mới nói gì? Nói lại nghe chơi. Anh có nói cái gì đâu, anh đang dạy vợ anh mà. Nhắc lại! Hồi nãy nói nhiều quá, anh không nhớ anh nói cái gì hết. Anh nói đàn bà tụi mày làm sao? Thì rõ ràng mà. Đàn bà làm sao thắng được đàn ông? Tại sao anh nói câu đó? Em à, đừng có nâng cao quan điểm như vậy. Anh đang nói chuyện với vợ anh mà. Tự nhiên em căng với anh làm cái gì? Tôi hỏi là tại sao anh nói câu đó? Thì rõ ràng là như vậy mà. Anh đã có tất cả bằng chứng anh có, nhân chứng anh có. Em nghĩ đi, nói đâu với anh một cách nào? Nếu anh mở miệng ra nói được câu đó thì tư tưởng gia trưởng và khinh thường phụ nữ nó ăn sâu vô trong đầu anh rồi. Nếu anh chỉ coi phụ nữ là nơi để anh xả cơn hứng thì tôi có món quà này cho anh nè. Thao, vô đi em. Nhận đi, vì bạn xứng đáng. Hai chị Trang. Ủa vậy là sao? Vậy là sao? Lúc mà biết em bị anh tiếp cận, chị Trang đã từng đề nghị trả cho em một số tiền khủng để làm nhân chứng vạch mặt anh. Nhưng mà em đã từ chối. Rõ ràng em phải từ chối, nó đâu có tiền nó đưa cho em. Em nói thiệt nha, ở thời điểm đó em không cần tiền.
và bây giờ nó càng không có tiền để đưa cho em. Thì em có đúng không? Dễ mà, em muốn nhiều anh chịu khoản cho em. Mấy cái vụ số này em dở lắm anh ơi. Cái này thì chị lại biết nha. Chị biết rất rõ tổng tài sản của anh Quân là bao nhiêu. Cái tiểu phẩm của tôi với anh á, nếu muốn nó vẫn có thể trở thành bằng chứng đắc lực để hỗ trợ cho chị Trang khi ra tòa. Anh nên nhớ đoạn clip đó thấy rõ mặt của anh lắm đó nha anh Quân. Ngoại tình thì bị đời khinh, còn tội của anh vừa bị khinh vừa ở tù. Em hay quá X ơi. Tới bây giờ thì chị phải công nhận là em hơn chị cả một cái đầu á. Em nghe nói là anh mới mở công ty làm phim đúng không? Chúc mừng anh nha. Nhưng mà nhỏ nè, coi chừng bị té. Mà lỡ anh có bị té, anh đừng để em biết nha. Em biết là em cười lớn lắm đó Quân. Mà không chừng anh té là tại vì anh sống kỳ quá, ông trời hại anh đó. Tụi bây là phụ nữ khốn nạn. Ở đây người khốn nạn nhất là ông đó. Vỗ tay, vỗ tay. Tụi bây là phụ nữ khốn nạn. Khốn nạn. Điều mà tôi mãn nguyện nhất sau vụ này là bản thân đã không hoàn toàn đứng về phía ai. Nhưng tôi đã để lại cho mỗi cá nhân điều mà họ cần phải học. Suy cho cùng, tiền và tình là thứ dễ làm người ta thay đổi nhất. Chỉ có sự thật mới là vĩnh cửu. Vậy là hai người giờ đã thật sự đạt được thế cân bằng. Nhưng đáng buồn nhất lúc này không phải là ly hôn, mà với thế cân bằng hiện có thì ông Quân và bà Trang sẽ phải sống bên nhau suốt đời, hoặc chí ít là cho tới khi một trong hai tìm ra cách hay hơn để hãm hại người kia. Một cuộc hôn nhân đáng sợ của hai người giàu tiền nhưng bạc tình. Gặp ba thấy ba còn khỏe tôi cũng mừng. Nếu ba không còn gì để nói ngoài mấy lời hỏi thăm thì cho phép tôi về trước. Còn nhiều chuyện phải làm lắm. Sam. Ba xin lỗi. Ba biết là trước giờ để con có một mình thôi rồi con tự lo, không ai bên cạnh con hết. Bây giờ ba nói cái gì thì cũng không có thể nào làm cho con hết giận được. Ngày hôm nay ba hẹn con ra đây và ba muốn nói với con là mẹ con vẫn còn sống. Ông nói láo đủ chưa? Ba nói thiệt mà. Tại sao không phải sớm hơn? Tại sao không phải trễ hơn? Mong lại chọn ngay lúc này để nói. Tôi không dễ bị lừa đâu. Ba nói sao tôi nghe cho thuyết phục á. Ba. Con ơi con cẩn thận nha. Mẹ con ra khỏi trại tâm thần rồi đó. Sếp, ăn nè. Nè. Chuyện đó sao rồi? Chuyện gì? Chuyện ba sếp nói á. Em theo dõi chị hả? Em lo cho chị. Ai cho phép em theo dõi chị? Thì em là cộng sự của chị mà. Nhưng đó phải là chuyện công việc. Vậy chứ phải là công việc thì em mới được quan tâm tới chị hả? Đi. Thiệt á? Đọc đi. Tôi có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Em muốn nhắc cho chị nhớ,
cái miếng bánh mì mà chị nuốt á, nó cũng không phải là công việc đâu. Lương chuyện trong nghề khỏi nhá. Dạ chào chú. Chú có hẹn với lại biệt đội ít y á con. Vậy chú thông cảm giùm con, văn phòng con đang tạm nghỉ, có gì ngày mai. Con chú nó khổ sở lắm rồi, tụi con có cách nào giúp con chú giùm chú được không? Bao nhiêu tiền chú cũng xin lỗi con. Chú thông cảm giùm con. Chú con bạn chú. Alo. Cái hợp đồng đó mà cứ gọi đi gọi lại hoài vậy, bây giờ tụi em có làm được nữa hay không? Không thì nghỉ hết đi. Anh xin lỗi con. Chú ơi thông cảm giùm con, tụi con không có làm gì tiền đó chú. Văn phòng tụi con đang tạm nghỉ, chắc là nhờ chú tuần sau mình. Thật sự thể... là con chú á, nó đang hồi phục trí nhớ sau khi cái tai nạn. Mà nó cứ nói với chú á, là ma quỷ rồi cái gì đó quậy phá nó rất là nhiều. Bây giờ nó nói không ai tin hết, cứ nói nó là bị tâm thần thôi. Nếu như mà có nhiều thời gian để mà lo hết tất cả mọi việc á, thì chắc là chú sẽ không nhờ hay là làm phiền đến tụi con đâu. Vụ này có vẻ hay. Mặc dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nhất định tôi phải tìm ra sự thật bằng mọi giá. Cường ơi, tha tôi đi mà. Cường ơi, tha tôi đi. Cường, chị có làm gì em đâu, chị có làm gì em đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em tưởng. Tưởng gì, ăn trưa nghe. Không ăn. Không ăn rồi đói làm sao? Không đói. Cường. À bác sĩ, hên quá. Bác sĩ. Sao con? Đêm hôm qua nó lại tới nữa. Không có cái gì đâu con à. Con yên tâm đi. Tất cả mọi thứ là ở đây mà ra nè. Cái đó người ta gọi là ảo giác, hiểu chưa? Nhưng mà bác sĩ ơi, tối nay bác sĩ ở lại đây ngủ với con được không? Tại vì ba của con đi làm suốt rồi, ổng không có vô để thăm con. Mà đêm xuống á thì nó lại tới. Bác sĩ, làm gì có. Không có cái gì hết con à. Thực ra là bác sĩ rất muốn ở lại đây để chăm con, nhưng mà bác sĩ còn có những cái chuyện của gia đình nữa. Cường, con lớn rồi, con phải mạnh mẽ lên chứ. Con biết rồi, nhưng mà con còn sợ lắm. Không có sợ. Dạ bác sĩ. Làm gì đây vậy? Dạ con điều dưỡng. Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân. À, con mang đồ ăn trưa cho bệnh nhân. Con thấy ở ngoài bản nội quy ghi là dọn trưa từ 12 giờ tới 1 giờ rưỡi. Mới làm đúng không? Dạ đúng rồi, nãy con đi làm ngày đầu. Hèn gì. Ở đây có những cái nội quy mà không nhất thiết phải ghi ở trên bảng. Nhưng ai cũng phải hiểu rằng khi nào bác sĩ đi ra khỏi phòng của bệnh nhân thì giờ thăm khám mới kết thúc. À, dạ, con xin lỗi. Dạ. Khoan. Cho hỏi anh câu nữa nghe. Tên gì vậy? Sao không có bản tên? Làm ở khoa nào? Có thực sự là điều dưỡng không? Sao vậy bác sĩ? Bác sĩ dặn nè, mai mốt mà bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân, nếu bác sĩ cần, bác sĩ sẽ gọi. Điều dưỡng đừng có xía vô chuyện này, nghe không? Dạ, yeah, xin lỗi bác sĩ. Chị đi nha. Cường ơi, Cường, Cường, chị nè. Ủa, sao lại là chị nữa vậy? Bác sĩ ơi, chị này cứ làm phiền ông hoài à. Chị làm phiền em nào, chị đang giúp em mà. Trước khi có người phát hiện, em nhớ gì về chuyện tai nạn ngày hôm đó, kể chị nghe. Lẹ. Em không có nhớ gì được nhiều hết á. Chỉ nhớ là đang chạy xe ngoài đường, rồi một cái đùng, rồi mở mắt ra thì thấy em đang nằm ở đây. Con ma đã quậy em lâu chưa? Nó hay tới vô khung giờ nào? Trước nằm phòng cũ thì không có bị.
chuyển vô đây á thì bị, mà nó hay xuất hiện nửa đêm lắm. Không phải cho ăn đâu nha, mà có giờ cố định. Ngồi ngủ đi, ngủ đi nha. Rồi, ngoan ngủ nha. Đây 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 đây. Rồi. Ngủ đi, ngủ đi. Rồi. Rồi. Nè chị đi nha. Quên nội quy ở đây rồi hả? Dạ con nhớ, nhưng mà đêm qua có chuyện quan trọng lắm bác sĩ. Tôi nói lại một lần cuối cùng, khi tôi chưa gọi thì cô không được quyền bước chân vô đây. Đây không phải là việc của cô, đi ra ngoài. Phòng này có ma. Cô không phải là người làm ngành y đúng không? Sao bác sĩ cứ chặn họng em hoài vậy? Những người làm ở trong ngành y á, điều đầu tiên là phải tin vào khoa học. Vậy mà cô là cái người khẳng định với tôi là ở đây có ma. Cô giỡn mặt với tôi hả? Bác sĩ đang điều trị thần kinh cho bệnh nhân, thì dù cái gì gặp ma có là ảo giác của bệnh nhân sau sang chấn tâm lý, thì nhiệm vụ của bác sĩ phải là tìm cách cho người ta hết gặp ảo giác, chứ không phải là bác bỏ hoàn toàn các báo cáo của bệnh nhân đâu. Làm vậy bệnh tình người ta càng ngày càng nặng hơn kìa. Nhức đầu quá. Hai người đừng có cãi lộn nữa. Bác sĩ đây, đi bác ra sĩ ngoài đây. Đây. Bác sĩ đây, bác sĩ đây. Bình tĩnh đi con. Cô mới chính là người làm cho tình trạng của bệnh nhân càng ngày càng nặng. Ở đây tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ? Bệnh nhân Cao Dương Cường chuyển qua phòng bệnh cứu giải lâu chưa em? Dạ mới được một tuần nè chị. Bác sĩ Cúc chuyển hả? À, khu đó là khu hồi phục sau sang chấn mà. Thể chất bệnh nhân sau tai nạn ổn rồi thì qua đó để ổn định thần kinh. Ủa mà bác sĩ Cúc nào vậy chị? Bác sĩ Cúc hay thăm khám bệnh nhân vào khung giờ từ 12 giờ tới 1 trưa đó em. Giỡn hoài vậy đó, giờ nghỉ trưa mà. Ủa? Bệnh viện mình đâu có bác sĩ nào tên Cúc đâu chị. Ủa chị? Sao xài khẩu trang đó? Cảm ơn. Nói tóm lại là ba của tôi nhờ chị giúp để tìm ra con ma rồi đánh đuổi nó đúng không? Ừ. Với quan điểm của người làm thám tử tư, chị không tin vô chuyện ma quỷ lắm. Nói vậy là chị giúp tôi thiệt rồi. Nhưng mà chắc lần này chị không giúp em được nữa đâu. Sao vậy? Tại phòng này có ma thiệt. Mà mấy chuyện ma quỷ này là chuyện của thầy Pháp, chứ chị thua. Thôi nha, đừng nói vậy nha. Chị phải giúp tôi á, ba tôi nhờ chị rồi mà. Nè, giúp tôi đi, làm ơn á, giúp em đi chị. Em năn nỉ chị luôn á, giúp em đi một lần này thôi. Nha, ở lại đi, đừng có đi mà. Chị xin lỗi. Chị Đừng,
Đừng, tôi không có làm gì ai hết á. Để tôi yên đi, đừng có hù tôi nữa mà. Mày đúng tao, mày không xe tao, mày trả mạng cho tao. Tôi không có biết, tôi không có nhớ gì hết á. Đừng có nói nữa mà. Mày là người gây ra tai nạn. Mày là ai mới được chứ? Mày lái xe hậu, mày phải nhận tội. Nhận tội đi. Y Bon, bác sĩ Cúc. À không, cô Đỗ Thị Cúc, chuyên viên hóa trang, giảng viên kỹ thuật biểu diễn. Bây giờ cô mở miệng nói bằng giọng thật của mình được rồi đó. Tôi có nhiều cách để cô phải mở miệng ra lắm, nhưng mà dù gì cô cũng đáng tuổi. Thôi nói chung là cô cứ nói đi. Cường hả? Tôi chuyển nó qua phòng khác rồi. Phải công nhận, cái loa này âm thanh tốt thiệt, siêu chân thực, cầm cũng nhẹ tay nữa. Xin lỗi, nãy hơi quá tay. Cô cũng hay thiệt, lựa ngay cái phòng cuối giải, không ai qua lại. Quậy tung lên. Mẹ ơi, mẹ dừng lại đi mẹ. Mẹ đừng có quậy người ta nữa mà mẹ. Mẹ đừng có làm đủ mọi cách để đổ lỗi cho Cường là người lái xe ẩu nữa mẹ. Tất cả là do con đua xe. Tòa cũng đã tuyên án rồi. Mẹ đừng cố chấp tìm mọi cách để giúp con thoát tội nữa. Con biết mẹ thương con, nhưng mà một mình con sai là đủ rồi. Con thương mẹ lắm. Con sẽ ráng cải tạo thật tốt. Mẹ nhớ, vô thăm con nhiều nhiều nha mẹ, để cho con đỡ nhớ mẹ. Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Đợi con, con ra con sẽ dẫn mẹ đi ăn ốc, ở chỗ mẹ thích ha. Trung ơi, mẹ sai rồi. Mẹ sai rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con xin lỗi con một chút thôi. Nếu như mà con làm vô cái hoàn cảnh giống như Trung và mẹ con còn sống thì chắc chắn là mẹ con cũng sẽ tìm mọi cách để bảo vệ con thoát khỏi cái cảnh tù tội này rồi. Điều mà hơi khó làm, nhưng nếu ai làm được chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc. Đó là học cách chấp nhận thực tế và tìm cách sống tốt hơn. Trung, nó muốn cô hạnh phúc. Sao em gặp được con cô Cúc hay vậy? Bí mật. Chị biết sao không? Lúc nghe em kể chuyện cô giả ma với bác sĩ thao túng tâm lý phía bị hại nhằm liên quan cho con á, được Trung khóc quá chừng. Nó ân hận lắm á chị. Nó tự hỏi không hiểu sao á mà có thể đánh đổi nhiều năm sống bình yên chăm sóc mẹ để đổi lấy vài ba phút nhiệt bồ để lấy le trên đường nữa. Em làm chị bất ngờ ghê. Không nghĩ là em âm thầm theo dõi chị rồi rẽ nhánh điều tra vụ án phụ chị. Ôi, bánh da cà quá. Em theo dõi chị để đưa bánh mì qua Cúc kịp lúc để cho chị ăn thôi. Chứ không mấy những lúc mà căng thẳng á, bà tự chuyển hành chị trong mặt nữa. Vậy mà ai cho phép em theo dõi chị? Thôi, chị em xin lỗi đi. Em lo cho chị thiệt mà. Thì cảm ơn. Nói chứ không có em phụ chị chắc vụ này chị làm lâu mới xong. Vậy cho em làm lại nha, ship. Với một điều kiện là từ nay trở đi em không được tò mò tọc mạch chuyện riêng tư của chị nữa. Sam, con đây rồi. Đợi tôi xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?